Kính chào quý vị đã quay trở lại kênh Dạng Ngọc Nhân Sinh. Kính mời quý vị cùng lắng nghe Nhân Gian Du Ký. Ý nghĩa trọng đại của sách này là nằm ở chỗ, chẳng kể kẻ tu đạo, kẻ trần tục, đều có thể truy tầm phỏng vấn, từ hạ thừa qua trung thừa, cho chí thượng thừa đều độ khắp cả. Kẻ hạ thừa được cải tà quy chính, buông giao đồ tể lập tức thành Phật, giải nghiệp về sống nơi đất sạch. Kẻ trung thừa giữ gìn mối nhân luân đạo đức, chứng quả thành đạo. Kẻ đại thừa tu vô vi đại pháp, học lẽ đạo siêu diệt, đạt cảnh giới vô sinh vô diệt, tự tại tự như. Do đó phổ biến tam thừa để mưu lợi ích cho chúng sinh, há lại bị lọt vào lồng giam mê tín hay sao? Hồi 7. Chốn nhân gian, chúng sinh tu trì gieo nhân đạo. Cõi Phật trời, hành giả thanh tịnh luyện tính linh. Phật sống tế công. Giáng ngày 29 tháng 10 năm Tân Dậu 1981. Thơ: tu đạo vô kỳ bản tự nhiên, nhất tính duyên minh dưỡng tính thiên. Tự cổ hành trì vô tiệp kính, thủ trú bản lai kết Phật duyên. Dịch: tu đạo chớ lo kể tự nhiên, tính luôn tròn sáng dưỡng hồn tiên. Ngày xưa tu tập cần trì chí, nguồn cội giữ bền kết Phật duyên. Tế Phật, ngày nay tu đạo thật chẳng còn lạ lùng, song lại có người chỉ muốn tu mau nên cố tình chạy đuổi. Nhưng càng đi gấp, đường càng xa cách thêm. Nguyên nhân bởi tại đâu? Đều do tự mình đi lạc vào đường bàn môn tả đạo, nên càng tu càng mê. Đó là tất cả lý do chính. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư rất đúng. Cửa đạo lớn luôn luôn rộng mở chẳng thèm vào, đạo nhỏ cửa đóng then cài người ta lại chui luồn kẻ ngách. Tế Phật, ha ha, đạo lớn quá xa, đạo nhỏ quá gần, kẻ theo tiểu đạo bàn môn, cuối cùng đường cục cửa đóng, để rồi miễn cưỡng quay đầu trở lại. Thái sinh, mong rằng như vậy. Tế Phật, hãy chuẩn bị dân du viết sách, mau lên đài sen. Thái sinh, thưa dân, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, trò ngoan, con hãy mở mắt ra. Thái sinh, Phật đài phía trước hào quang chói lòa, giống hệt một đạo tràng để nghiên cứu giáo lý cùng hành trì Phật pháp. Tế Phật, những hành giả ở đây đều trì trai giới sát, cứu thế độ nhân, vì đạo tận lực hy sinh phục vụ, quả là một gia đình thần tiên. Thái sinh, trên lầu có một vị đứng tuổi đang sửa soạn bàn Phật, đúng là chủ nhân của Phật đài này. Hiện tại giáo phái quá nhiều, theo ý ân sư làm cách nào để phân biệt được chân giả? Tế Phật, đạo vốn vô đạo, giáo vốn vô giáo, giáo vốn do người bày, đạo do người hành. Công chính hành đạo, đó là chính đạo. Giả trá hành đạo, đó là tà đạo. Thời nay muôn vạn pháp môn phát triển mạnh mẽ, có phái ẩn, có phái hiện, có phái nhập thế, có phái xuất thế, tuy tính chất khác biệt, không hoàn toàn giống nhau, song các giáo đều lấy sự tu tâm, bố thí, tôn chỉ cứu nhân độ thế. Còn nếu như làm ngược lại tức là xa rời giáo, phản bội đạo. Hư danh sắc tướng đều giả trá, chân chính ngụy tạo là đó. Chẳng cần để tâm phân biệt, cũng chớ có tranh giành phá phách. Được vậy mới đích thực là biết hành đạo, và có công giúp đời vậy. Thái sinh, thưa muốn đạt đức lớn, khi tạo được ngoại công rồi, phải biết tu cả nội công nữa. Còn nếu như chưa tu nội công hoặc là ngoại công chưa đủ, lúc viên tịch liệu có thể lên tới được cõi trời vô cực không? Tế Phật, như vậy là chưa phải là tính mệnh song tu. Thật quả đáng tiếc, nếu xét cách tu trì đơn hành ngoại công như vậy, đạo tâm tuy kiên định, song nội công chưa tròn đầy. Chỉ cần một mực giữ đạo tâm, nếu như gặp duyên, tiên Phật sẽ hướng dẫn tới diện bát quái hoặc diện trời Phật để luyện lại tính linh cho sạch hết tạp chất. Tới khi nào bản tính chân như hoàn toàn sáng lại, mới có thể trở lại được cõi trời vô cực. Thái sinh, thưa, trò ngu vẫn thường được nghe nói tới tên diện trời Phật. Đêm nay ân sư có thể hướng dẫn con lên thăm diện đó một lần được chăng? Tế Phật, hiện thời thầy trò mình soạn sách Nhân Gian Du Ký. Nếu như tìm tới thiên đàng hay địa ngục để thăm hỏi thì hạn hoàn thành sách này sẽ bị kéo dài. Thái sinh, nếu như mang được đại đạo ra hoằng hóa phổ độ chúng sinh, trò ngu nguyện chấp nhận thời gian viết sách kéo dài.
Tế Phật, con có tâm nguyện hoằng đạo, trời có lòng lẽ nào lại không phù hộ con, kẻ làm thầy lẽ nào lại không giúp đỡ con. Bữa nay chúng ta tới diện Phật trời. Thái Sinh, đa tạ ân sư. Tế Phật, muốn lên cõi tiên, hãy đợi thầy chuẩn bị một bình nước trời cho con uống để tăng thêm công lực. Thái Sinh, thưa hay lắm, nước trời quả là thần diệu, con cảm thấy thân tâm khoan khoái mát mẻ, tinh thần phấn khởi. Tế Phật, mau lên đài sen, chúng ta khởi hành. Thái Sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới diện Phật trời, Thái Sinh xuống đài sen. Thái Sinh, cõi trời quả là đẹp đẽ vô cùng, hoa thơm cỏ lạ, núi non trùng điệp, ngọc ngà chất ngập, bao vẻ mỹ lệ nhìn không xuể. Thưa ân sư, phía trước có một người đi tới, không rõ họ là ai. Tế Phật, đó là lính hầu ở diện Phật trời, vì bữa nay chúng ta không thông báo trước bất chợt tới đây, khiến họ ngạc nhiên. Lính canh, kính chào ngài Tế Phật, bữa nay không một ai được phép vào thăm bản diện. Còn việc ngài dẫn thêm một người phàm tới đây không rõ điều chi dạy bảo. Tế Phật, bữa nay hai thầy trò tôi tới đây để lo việc viết cuốn sách trời cuối cùng, xin vào trong trình cho ngài diện trưởng rõ như vậy. Một lát sau, diện trưởng diện Phật trời từ trong diện bước ra gặp Tế Phật, hai người trò chuyện hỏi han nhau. Diện trưởng, vừa rồi lính canh thông báo như vậy quả là thất lễ, xin thứ lỗi cho. Tế Phật, không sao, không sao, xin ngài diện trưởng chớ khách sáo, bữa nay vì phải viết cuốn sách Thông Thiên Địa Nhân cuối cùng nên mới tới đây, còn vị này là Thái Sinh thuộc Thánh Hiền Đường. Thái Sinh, bữa nay quả là ba đời may mắn mới được tương ngộ ngài diện trưởng, quả là không dễ dàng, mong ngài diện trưởng chỉ giáo nhiều cho. Diện trưởng, Thánh Hiền Đường vì có sứ mệnh phổ biến đạo lớn, nên đã hết lòng hết sức, các hành giả lại tới đây luyện khí, hầu hết là độc giả tạp chí Thánh Hiền Đường. Thái Sinh, nếu vậy thì sự hiến dâng tâm lực để phổ hóa đạo lớn của các bạn đạo Thánh Hiền Đường quả là không uổng phí. Diện trưởng, chư đệ tử đã học được tinh thần của con thiêu thân, tự đốt mình để soi sáng cho kẻ khác, công đức siêu diệt ba cõi, quả dị vô cùng lớn lao, thật không phải dễ đạt được. Thái Sinh, thưa ngài diện trưởng quá khen, vừa rồi lính hầu mang một văn kiện vào trong diện là văn kiện gì? Diện trưởng, đó là văn kiện Tam Quan Cửu Khẩu, xét định công quả các hành giả xem nhiều hay ít, để bản diện sắp xếp việc trở lại đây tu tiến thêm. Nếu như mức rèn luyện đã đạt mức trí viên, tính minh mới trình lên vô cực khảo chứng quả dị phẩm liên, giá trị hoa sen. Thái Sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy, thật không thể tưởng tượng được là thủ tục lại phức tạp đến mức đó. Diện trưởng, đương nhiên như vậy, thời mạt pháp đã tới, kẻ tu đạo mỗi lúc một đông, cho nên công việc của diện cũng rất bận rộn, mời Thái Sinh vào trong diện lãm giám. Thái Sinh, sảnh đường của diện to lớn vô cùng, rộng rãi vô kể, khách đạo, khách tiên ra vào vẻ mặt vị nào vị nấy ôn hòa cung kính, tiêu dao thanh nhàn, tâm trí sáng suốt chân thành, được thấy cảnh tượng này lòng tôi vô cùng phấn khởi. Diện trưởng, hiện nay có rất ít nhiều môn phái phát triển, mỗi mỗi đều được phước duyên gia hộ, từ lúc có đời tới nay, các hành giả tới tu luyện tại diện Phật trời này đều có đủ thiện căn, tâm giác ngộ đã đạt mức siêu nhân. Tế Phật, diện trưởng và Thái Sinh lúc này đã vào trong diện, lính hầu vội vàng dâng trà thơm và trái quý. Tế Phật, thực quá làm phiền quý diện, bữa nay tới đây thăm viếng cùng tìm hiểu tình hình để làm tài liệu tham khảo viết sách, tạo tấm gương sáng cho những kẻ tu đạo soi chung. Đã đến giờ khởi hành, xin tạm biệt. Diện trưởng, vì bận lo trách nhiệm, tôi không thể lưu giữ lâu hơn, xin tạm giả từ. Hiện giờ đạo pháp đã tới thời kỳ mạt vận, tuy kẻ tu đạo nhiều song kẻ kiên nhẫn tu trì lại ít. Những hành giả trong diện trời Phật đều là những người lúc sinh thời kiên nhẫn tu trì. Thái Sinh theo sau Tế Phật cùng diện trưởng vừa đi vừa đàm đạo tới tu luyện đường. Thái Sinh dừng bước quan sát các tu sĩ phía trong đang luyện khí dưỡng thần, thấy họ đều đạt mức hàm súc tinh thông, tâm không nghiêng lệch. Trên đầu vị nào vị nấy hào quang tỏa chiếu sáng ngời, Thái Sinh nhìn thấy ngậm miệng chẳng thể nói năng, chỉ thầm khen ngợi không dứt.
Khi tới chỗ thứ hai, thấy vẻ vô cùng thanh tĩnh, các tu sĩ tâm ý đều vắng lặng, nguyên linh tròn sáng, chút bụi không dương, chân khí ban sơ vận chuyển 3.000 quang hoa. Khi tới nghi lễ đường, các tu sĩ đều răm rắp chào hỏi lễ độ, thần khí tròn đầy, dục tính phàm trần đều dứt tuyệt. Lúc tới tỉnh dưỡng đình thấy rằng mình đã quá quen thuộc liền dừng bước trầm tư. Thái sinh, phía trước có một vị xem mặt quá quen thuộc, giống như là viện trưởng, vị đó là Từ Sinh, tu trì phước đức, đã từng ngồi đàn cơ của Thánh Hiền Đường. Thái sinh, đúng vậy, vị đó là tiền bối của đám hậu sinh ngồi đàn cơ Thánh Hiền Đường. Dung nhan bây giờ nhìn khác trước quá nhiều, tinh thần tu trì tiến bộ khá xa, tôi nhận chẳng ra. Viện trưởng, để tôi kêu lính hầu tới mời Từ Sinh lại đây. Thái sinh, quả là không hẹn mà gặp. Bác Từ, bác mạnh giỏi chứ. Từ Sinh, cháu là người ngồi đàn cơ của Thánh Hiền Đường đấy ư? Thái sinh, dạ phải, thật là mong mỏi quá lâu bữa nay mới được gặp. Từ Sinh, ngày nay bác được tới diện Phật trời này tu luyện, chính là nhờ còn sống chí đạo vững bền, cùng nhờ ân chủ Thánh Hiền Đường khuyến khích, lại nhờ con bác là Khánh Tôn tạo được nhiều công đức tại Thánh Hiền Đường. Thái sinh, bữa nay thật quả kỳ duyên mới có thể gặp bác từ tại diện này, cháu vô cùng mừng rỡ. Ước mong bác từ công thành quả mãn, chứng ngộ thành đạo. Từ Sinh và Thái sinh quyến luyến nhau mật thiết tới nỗi tưởng chừng gỡ không ra. Xin hỏi ngài viện trưởng, tôi thường nghe kẻ trở về trời nếu như còn nổi thân thịt mềm mại, thì đó là chứng đắc thiên lý vô cực. Thưa lời nói đó có đúng không? Viện trưởng, phàm kẻ có đức thiện lớn lao, hoặc hành đạo kiên trì, lúc trở về trời phần lớn được thần thánh dẫn dắt lên trời. Do đó tâm linh sảng khoái, thân tâm không còn bị trói buộc khổ sở, bởi vậy thân thịt trở thành mềm mại. Thái sinh, tại sao kẻ tu đạo không chứng thẳng cõi trời vô cực mà còn phải tới đây tu luyện? Viện trưởng, vì là thời kỳ mạt pháp, lòng người ô uế, thế gian ngày nay so với thời thượng cổ, trung cổ khác nhau xa. Kẻ tu đạo đạt tới cảnh giới lòng trong, thân sạch, miệng thơm, ngoài công đức, nội quả phước đều tròn đầy thời nay rất ít. Bởi vậy mới thiết lập diện Phật Thiên để làm nơi thực hành chân tâm, một mực thanh tĩnh luyện tập để tạo chiếc cầu bắc lên vô cực. Kẻ tu đạo chốn phàm trần đã dốc tâm hành trì mà nửa đường bị khảo đảo, nếu như không thối chí, phần lớn đều tới được bản diện tu luyện cho tới khi nào nguyên linh trong sáng tròn đầy, tự tại mới thôi. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Viện trưởng, chúng ta tiếp tục thăm nơi khác. Thái sinh, hay lắm. Trên bục giảng tại thiền đường phía trước có một vị đại Phật đang thuyết pháp. Tu sĩ dưới đài vị nào vị nấy đạo mạo uy nghi tập trung thần lực, chăm chú lắng tai nghe. Viện trưởng, đây là buổi họp mặt mãn khóa học để lên lớp tu cao hơn. Chúng ta hãy lên phía trên. Thái sinh, đây là nhà tụng kinh. Kẻ hậu học này nghe chẳng rõ tụng kinh gì mà lại giống như niệm Phật. Viện trưởng, cả nhà mọi người đều tụng quán tâm niệm, niệm thanh âm vang rền. Thái sinh, các vị đó định thần tâm không loạn, chắc chắn đã đạt tới cảnh giới niệm vô sở niệm. Tới căn khác là nhà giảng, có nhiều vị đang nghiên cứu lý đạo, không rõ có tác dụng gì. Viện trưởng, nghiên cứu lý đạo để giúp họ hiểu rõ lẽ tu chân chính, cũng khai mở trí tuệ đạt tới cảnh giới giải thoát. Thái sinh, đúng, nếu mở tâm huệ, tự nhiên thoát dòng nhân duyên không còn bị pháp ràng buộc, qua đông qua tây hoàn toàn tự do. Tế Phật, bữa nay xin tạm ngừng cuộc tham quan tại đây. Viện trưởng, hay lắm, viện trưởng cùng lính hầu đều vui vẻ tiễn chân Tế Phật và Thái sinh. Tế Phật, bữa nay tạm kết thúc cuộc dân du tại đây, trò ngoan mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Thái sinh, thưa dân, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã về tới Thánh Hiền Đường, Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 8. Nông phu trí xảo, hại người, lộc mỏng tự lãnh họa. Kẻ sĩ tâm lành, giúp người, phúc dày được báo ân. Phật sống tế công. Giáng ngày 6 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Thơ
niệm thành truy tùy bất úy hàng, xích đảm trung tâm tàng thánh đan, dị đạo trọng thánh khinh phàm sự, tha niên quả ưởng chứng liên bang, dịch chí thành gìn giữ ấm lâu bền, dạ đỏ lòng son trữ thuốc tiên, coi nhẹ sự đời theo thánh đạo, ngày sau hưởng phúc nước trời lên. Tế Phật, đêm nay gió lạnh gắt gao, các đệ tử vẫn còn đến thánh hiền đường công quả, chẳng sợ gió lạnh lùa thổi. Dạ đỏ lòng son thật trái ngược hẳn với cảnh tượng tiêu điều bên ngoài, các đệ tử quả đá gì pháp mà quên thân. Ta đứng ở trong nhà nên đã tưởng lầm hiện giờ là đêm hè, song lại chính là đêm đông. Thái Sinh, ân sư dạy rất đúng, bữa nay quả là rất lạnh, song các bạn đạo dẫn tới thánh hiền đường công quả, chẳng sợ thời tiết bất thường lúc này, tinh thần hy sinh thực quá cao. Tế Phật, ha ha, lòng nhiệt thành sưởi ấm nổi ý tưởng lạnh lẽo, bởi vậy đã coi thường sự giá rét, còn như nếu thiếu lòng nhiệt thành chắc hẳn là đã nằm ở nhà mà run rẩy. Thái Sinh, thưa ân sư đã ở nhà tại sao còn run rẩy? Tế Phật, nếu như thiếu sự nhiệt thành, lòng như nước lạnh, lại gặp thêm sự giá băng của tiết trời, khi bước ra ngoài khỏi cửa bèn trở về liền, như vậy là ý tưởng thối lui đã nằm sẵn trong đầu, chẳng phải do cảm giác bất chợt. Tục ngữ nói, trải qua sự lạnh lẽo của mùa đông, mới rõ được tùng thông có tàn tạ hay không. Thái Sinh, thưa đúng vậy, bạn đạo đã có được cái chí kiên cường, chẳng mong là vẻ đẹp của một bông hoa gì hoa sẽ mau tàn tạ. Tế Phật, ha ha, tùng bách trường xuân còn hoa chóng tàn, trong nhà nhiệt thành, ngoài trời giá lạnh. Đêm nay viết sách nên phải ra đi, thầy cho con trước một viên thuốc đại ôn hoàng vào cho ấm. Thái Sinh, cảm tạ ân sư đã ban lộc cho con xin uống. Quả không sai, hiện giờ linh thể con ấm áp lạ thường, không còn cảm thấy lạnh giá nữa. Tế Phật, hay lắm, giờ nay chuẩn bị khởi hành, Thái Sinh mau lên đài sen. Thái Sinh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới nơi trò ngoan mở mắt ra. Thái Sinh, về một làng quê, xa lánh chốn thành thị ồn ào náo nhiệt, nơi đây êm đềm tịch mịch, tình người thuần phát, đêm đông tuy lạnh song trong trẻo vô ngần. Xóm nào xóm nấy vắng lặng, lá cây bay đầy, đường xá không người qua lại, vì ai ai cũng ở trong nhà theo dõi đài truyền hình. Tế Phật, nông thôn lấy nghề nông làm chính, lòng người thuần phát, ngoài máy truyền hình không còn nhu cầu vật chất máy móc nào khác. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi nằm, vẫn giữ được thói quen ngủ sớm dậy sớm. Thái Sinh, thưa, nơi ở cũ của con là chốn thôn quê, bữa nay về đây phảng phất có cảm tưởng như được trở lại làng xưa, nhớ lại quãng đời thơ ấu sống vui sướng trong cảnh ruộng vườn. Tế Phật, ha ha, lời kệ của đại tiên Chung Ly nói, cây vàng chưa chín đã mộng tới hoa tư, hoàng lương do dị thục, nhất một đáo hoa tư, đã lay tỉnh giấc mơ của lã tiên tổ trải 50 năm thăng trầm mê mẩn, qua mọi cảnh đời dinh nhục mà đại giác đại ngộ, nhận chân được cõi hồng trần là giả tạm, nên đã bái đại tiên Chung Ly làm thầy. Bữa nay trò ngoan quả là thấy cảnh chợt bồi hồi, hãi sợ như vừa từ cõi chết trở về, kiến cảnh nhất niệm xúc, quảng như dĩ cách thế. Thái Sinh, lời dạy của ân sư cảm kích sâu xa, việc đời hư ảo, kiếp người như mộng, chợt tỉnh thức thấy trước mắt đều là không, song từ già chí trẻ đều nhìn chẳng ra. Tế Phật, hay lắm, trò ngoan đã tự tìm thấy chân bản ngã của mình. Thái Sinh, không an nhiên tự tại, không gặp được ân sư. Tế Phật, ha ha, ta không có lấy một đồ đệ. Hay lắm, lo việc phải cố gắng, căn phòng phía trước đèn còn thắp sáng người chưa ngủ, chúng ta hãy tới thăm. Thái Sinh, con thấy nơi phòng khách có hai người đang ngồi trước máy truyền hình mãi mê theo dõi một vở kịch. Vị lớn tuổi ngồi trên sofa coi vẻ như phạm vào tội lỗi, vì nguyên linh bị bụi âm bao phủ. Còn thanh niên bên trái hình như là con trai, cũng bị y như vậy, không hiểu lý do tại sao. Tế Phật, đúng như thần Tam Thi đã ghi, người nhà nông này có nhiều giường trồng rau, song tâm thật bất chính, thường đầu cơ thủ lợi, mỗi khi thấy rau lên giá liền dùng phân và thuốc hóa học tưới bón cho rau lớn lẹ để cắt bán, chỉ nhắm lợi ích riêng tư,
không hề kể đến sự nguy hại sức khỏe của người, nên đã bị thổ thần, thổ công cùng thành hoàng lập bản án. Thái Sinh như vậy hiện tại bị thất đức, chỉ biết giả dối kiếm tiền, đã hại người không ít, bán rau còn lưu độc tố. Cho nên không lạ gì có biết bao người bị mắc nhiều chứng bệnh lạ lùng do chất hóa học gây nên. Bởi vậy các phụ nữ giữ việc nội trợ trong nhà, rau trái phải rửa thật sạch để bảo vệ sức khỏe. Tế Phật, vì nông phu này đã gặp báo ứng nên năm rồi, sau khi uống rượu say với bạn bè, lúc cưỡi xe gắn máy về nhà, giữa đường xe lao vào vệ đường đụng phải gốc cây lớn, hôn mê bất tỉnh, phải nằm bệnh viện hơn một tháng. Hiện thời bề ngoài tưởng như hết bệnh, song bên trong lục phủ ngũ tạng bị tàn phá, con trai lại không lo học hành để tiến thân, chỉ thích chơi bời lêu lổng, khiến vị nông phu này vô cùng buồn phiền đau đớn. Thái Sinh, tuổi chưa già mà đã trải nhiều đau khổ, Thái Sinh lắc đầu than thở. Tế Phật, tục ngữ nói, trẻ trung không ráng sức, già cả càng đau thương, thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ bi thương. Ngày nay khoái lạc ngày sau đau khổ, bởi lý trời soi sáng, nhân quả tuần hoàn báo ứng không sai chệch, hy vọng sẽ sửa đổi sai lầm quay về nẻo thiện, thành tâm sám hối lầm lỗi quá khứ, để lập lại cuộc đời mới. Tế Phật lại thấy bên ngoài có một nông phu lương thiện, liền nói, thầy trò mình hãy tới phỏng vấn. Thái Sinh, thưa hay lắm, con đã thấy rõ, gia đình này so sánh với gia đình vừa rồi hoàn toàn khác hẳn. Trong nhà khí lành tràn ngập, hai bên tường treo nhiều bằng tưởng thưởng của tỉnh trưởng và xã trưởng ban khen. Tế Phật, theo sự ghi chép của thần Tam Thiên, nông phu này là người lương thiện trong làng, không bao giờ tranh giành với kẻ khác, chuyên làm lành tránh dữ, đã lập được thành quả là bồi đắp con đường bên sườn núi trước khi nó được tráng nhựa và trồng cây hai bên. Bình thường thì xe cộ và người cũng đi được, song gặp khi mưa thì lầy lội di chuyển rất khó khăn. Người nông dân này không quản gian lao khổ cực, gánh đất đội đá lấp bằng những chỗ ổ gà và sụp lở để giúp người qua lại được lưu thông dễ dàng. Thái Sinh, người nhà nông này chỉ nghĩ đến canh tác mà không nghĩ đến thu hoạch, rất được người kính phục. Tế Phật, hiện thời con trai con gái đều học đại học, già rồi sẽ có việc làm tốt, chức vị cao, con cái được như vậy là chính nhờ ơn phước của cha để lại. Thái Sinh, làm lành thì được phước lành, một sợi tóc không sai chệch. Tế Phật, thầy vừa thấy ở ngõ đối diện có một luồng ánh sáng trong lành, đúng là nhà của một vị tu đạo, chúng ta hãy phỏng vấn. Thái Sinh, thì ra giữa gian nhà chính có thờ Phật Tam Bảo, hào quang tỏa chiếu sáng ngời, chưa rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật, vị đạo sĩ này đã tu đạo nhiều năm, lại còn tham gia đoàn thể nghĩa vụ công tác lao động phát triển nông thôn, chuyên xây cất đường xá cầu cống, một đời không vì công danh, là hán bốn phương một nhà, không tích lũy riêng nhà mình, tương lai chắc chắn công thành quả mãn, tiêu dao cực lạc. Thái Sinh, dốc tâm dốc chí vì dân hy sinh phục vụ, quả khiến mọi người cảm động. Con thấy dung nhan vị tiền bối này chính khí hạo nhiên sáng rõ, thật đáng kính nể. Tế Phật, đạo sĩ này tâm bố thí vô trụ nên đã đạt cảnh giới tối cao, tới viên mãn. Đêm nay trời quá lạnh lẽo, tạm ngưng việc viết sách tại đây, để chư đệ tử hầu đàn cơ được nghỉ ngơi sớm. Trò ngoan mau lên đài sen, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Thái Sinh, thưa dân, con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi chính, lẽ đạo như kim chỉ nam, dẫn đường chúng sinh khỏi mê đắm. Công xưởng giống gia đình, phục vụ tinh thần lẫn tu thân. Phật sống tế công, giáng ngày 13 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Lý đạo phổ quá nhược chỉ nam, khải địch chúng sinh giác lộ tham. Dẫn nhân hành thiện bất di ác, lỗ mãn hồ hành khổ quả thường. Dịch: Lý đạo phổ truyền kim chỉ nam, dẫn đường nhân loại khỏi lầm than. Khuyên răng bỏ ác chuyên làm thiện, hành động ngang tàn chỉ khổ thân. Tế Phật, lý đạo giống như kim chỉ nam, định rõ đường lối cho ta. Còn không ta giống con thuyền vượt biển, thiếu chiếc địa bàn, sẽ lạc lõng giữa trời nước mênh mông,
chẳng thể tìm ra phương hướng. Lý đạo cũng giống như đài khí tượng, sẽ cho ta biết trước về sự biến đổi của thời tiết. Một nhà thám hiểm nếu như chưa theo dõi tin tức khí tượng trên đài ắt chẳng dám leo lên đỉnh núi cao. Vì nếu trời lạnh bất chợt, sương tuyết đột nhiên phủ ngập, gặp tai nạn sẽ vô cùng hối tiếc. Hiện nay chúng sinh đang bơ vơ trên khắp nẻo đường đời, khác nào thuyền lạc giữa trùng khơi, người lạc giữa núi rừng. Thường thường vì tính kiêu ngạo tự mãn không chịu nghe lời khuyên bảo, tới khi lạc hướng lọt xuống vực sâu mới tự trách mình là ngu xuẩn thì đã quá muộn rồi. Do đó, ta hy vọng chúng sinh phải luôn luôn đề cao cảnh giác, lắng nghe tin tức thông báo của đài khí tượng, cùng mang theo địa bàn để bảo đảm tối đa cho sự an toàn. Thái sinh, thưa, lời dạy của ân sư quả là siêu diệu. Những ví dụ đưa ra cốt để làm sáng tỏ ý nghĩa của đạo cực kỳ thích hợp. Chúng sinh hiện đang chìm nổi giữa biển cả mênh mông, lý do tại vì không nghe lời tiên tri hướng dẫn, cho nên mới lạc hướng không về tới bến, cũng chỉ bởi không biết mà thôi. Thật quả đáng tiếc, một sớm đọa lạc, một kiếp lầm than. Tế Phật, ngày nay khuynh hướng tải đạo của tạp chí Thánh Hiền Đường cũng có tác dụng chỉ dẫn cùng tiên đoán tương lai. Nếu như chịu nghiên cứu học hỏi, sẽ tránh trở thành kẻ lỗ mãng ngu si, chẳng kể gì tới hậu quả sau này. Đem những hành động liễu ngõ qua tường, say sưa trụy lạc, gái đẹp lầu son, bạc bài hốt sách, trộm cướp lừa đảo, gian dâm giết chóc thường xảy ra này, so sánh với hành vi vượt biển không mang theo hải bàn, trèo non không theo dõi tin tức thời tiết của đài khí tượng nào có khác chi. Do đó, kẻ mắt sáng báo trước rằng, nếu hành động như trên sẽ có ngày gặp khốn quẫn cùng quả báo, khi đó ác phải bồi hoàn tất cả những tội lỗi đã gây ra, thì hẳn là có hối cũng không kịp. Ý nghĩa của đạo giúp tâm trí ta sáng suốt, để lựa chọn thật chính xác một con đường sống giữa dạng nẻo đường dẫn tới tương lai. Thái sinh, xã hội ngày nay băng hoại rã rời, đôi khi có cảm tưởng như lạc vào mê hồn trận, tiến thoái lưỡng nan. Tế Phật, không khó, không khó, chỉ cần có cái địa đồ mê hồn trận, rồi theo đó tìm lối thoát thân, há chẳng dễ dàng sao? Thái sinh, thưa, kiếm đâu ra địa đồ? Tế Phật, ha ha, ta sẽ cung cấp cho. Thái sinh, dân dân, làm sao vẽ ngay được địa đồ? Tế Phật, trò ngoan trả lời rất đúng, bây giờ bắt đầu dạo cõi nhân gian ngay, mau lên tòa sen. Thái sinh, thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đời mặt kiếp, buôn bán phát tài, mọi người làm lụng vất vả nhưng chẳng được vui, có kẻ làm việc để cho khuây khỏa, có kẻ làm việc vẫn cảm thấy chán nản. Bữa nay lấy sự làm việc để làm đề tài phỏng vấn. Thái sinh, thưa, phỏng vấn sự làm việc như thế nào? Tế Phật, tới lúc đó con sẽ rõ. Thái sinh, thưa dân. Tế Phật, đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái sinh, công xưởng phía trước đèn bật sáng choang, giống như đang hoạt động. Tế Phật, đó là xưởng may quần áo, đêm nay tới đó phỏng vấn. Thái sinh, phòng bên trái của xưởng có 4 thanh niên, giống như đang cắt vải. Bên cạnh bàn cắt may có 3-4 phụ nữ đang thử đồ. Phòng phía phải của xưởng, kể cả hai bên trái phải, có hàng trăm công nhân, phần lớn đang ngồi trước máy chăm chỉ may đồ, có một vài người lo kiểm soát về phẩm chất. Tiếng người nói ồn ào, tiếng máy chạy ầm ĩ, lại còn có vài nữ nhân viên giảng giải, đôn đốc công việc, tiếng nói nghe lanh lảnh hoài, không biết có ai nghe rõ chăng, hay là có nghe mà nghe chẳng nổi. Tế Phật, ha ha, lời của tâm chuyển tiếng của tâm chuyển lời, tâm ngữ truyền tâm thanh truyền ngữ, ngại người nghe nổi hay không nổi là sai. Chỉ cần lễ độ gật đầu bày tỏ nỗi hân hoan, người nghe hẳn hài lòng, cả hai đều rất vui vẻ, như vậy, há chẳng hay sao? Thái sinh, ha ha, lời dạy của ân sư quá siêu diệu, đó chính là công phu của đạo. Tai thanh tịnh không nghe những lời thị phi, nói này nói nọ cũng không thanh tịnh. Thái sinh vẻ nghĩ ngợi, ân sư bữa nay đưa con tới đây, dường như có điểm khó khăn không thuận lợi. Tế Phật, không vào hang cọp, làm sao bắt nổi cọp, không tới nơi đây, làm sao viết nổi sách nhân gian du ký.
Chúng ta chỉ muốn mình rõ chân thể bên trong, chớ không ngó giả thể bên ngoài. Giả thể là sắc tướng, chân thể mới vô sắc tướng. Thái sinh, cô gái ngồi hàng thứ phía trước chăm chỉ làm việc, tâm hồn lại thơ thới hân hoan, không rõ tại sao. Tế Phật, cô theo đạo Gia Tô, tính tình hòa nhã lẳng lặng làm việc, không tranh giành với một ai. Thái sinh, cô gái ngồi hàng thứ, tính tình nóng nảy, không rõ tại sao. Tế Phật, cô ta trước đây làm việc tại một xưởng khác, vốn dạ thì nhỏ mà miệng lớn, tâm lượng tiểu, khẩu lượng đại, đã xuyên tạc là người điều hành phân phối công việc bất công, để kiếm cớ bỏ sở. Khi tới hãng này muốn dỡ thói trước đây, bèn luôn luôn làm mặt giận dữ, bất mãn. Thái sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy. Thưa theo ý của ân sư, tâm tính như thế mà đi làm tại các hãng xưởng thì có thích hợp không? Tế Phật, làm việc phải có tinh thần phục vụ xã hội, còn nếu xử sự như vậy thì sẽ vô cùng tai hại. Thế mới biết người ta cũng có kẻ giống hệt chim bồ câu, sống ở nhà nào thì cũng chỉ ăn những thứ như là lúa, gạo, đậu mà thôi. Khi đó mới tỉnh ngộ. Thái sinh, ha ha, ân sư nói rất đúng. Người ta phải chạy đây chạy đó, lo tìm việc này bỏ việc nọ, chung quy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. À, cô gái phía bên trái kia, khí chất coi tốt lành là cớ tại sao? Tế Phật, cô ta là độc giả của tạp chí Thánh Hiền Đường, căn lành sâu dày. Tuy làm việc tại xưởng này lương thấp, song mỗi tháng cố để dành 100 đồng giúp tạp chí Thánh Hiền một cách đều đặn từ 4 năm nay. Trong hãng lại cư xử hòa nhã thân ái với mọi người, tận tình giúp đỡ bất cứ ai gặp chuyện khó khăn mà không sợ thiệt thòi. Thái sinh, tinh thần vì đạo cao cả khiến mọi người tôn kính, đều đặn đóng góp mỗi tháng 100, thật quả rất ít người làm nổi. Hành động này là tấm gương sáng cho nhiều kẻ noi theo. Tế Phật, theo nhận xét của độc giả thì tạp chí Thánh Hiền là một tác phẩm tinh thần hiếm có, bởi vậy trách nhiệm của trò ngoan vô cùng trọng đại. Thái sinh, thưa dân, con sẽ dốc tâm hy sinh để báo đền ơn trời Phật đã rủ lòng thương. Tế Phật, ha ha, trò ngoan quả là phi phàm, mong con chịu đựng nổi mọi khổ cực để thành người siêu diệt. Thái sinh, phòng các đồ phía trước có một vị thanh niên, ác khí đằng đằng, không rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật, thần Tam Thi đã ghi rõ, y là đứa con bất hiếu trong nhà, đi làm kiếm được nhiều tiền mà chẳng bao giờ mang về cho gia đình. Thường kết giao với loại bạn ác ôn chuyên nhậu nhẹt, đĩ điếm bài bạc. Thanh niên này nếu như không mau thức tỉnh quay về nẻo thiện, tương lai chắc chắn sẽ bị đền tội. Thái sinh, thưa ân sư, đã tới giờ nghỉ trưa của các công nhân. Tế Phật, thầy trò mình tới thăm nơi khác. Thái sinh, công nhân hãng này tại sao thưa thớt? Tế Phật, sự quản lý của hãng này kém cỏi, nên giữa chủ và thợ không có tinh thần hợp tác chung, nên không đạt được năng suất cao. Hiện thời công nhân lại đang đình công. Thái sinh, theo tôn ý của ân sư thì nên giải quyết cách sao để có được sự thông cảm giữa chủ và thợ? Tế Phật, nếu như mọi công nhân đều coi hãng là gia đình lớn của mình, coi giám đốc, quản lý như cha mẹ, coi giám thị, chủ nhiệm như anh chị, ngược lại các vị kia cũng phải coi công nhân như con cái, em út, luôn luôn thông cảm thương yêu. Hai bên đều phải tôn trọng lập trường của nhau, để tạo hòa khí chung, được như vậy tin rằng sẽ thành công. Thái sinh, thưa đúng lắm, nếu công nhân coi hãng xưởng là nhà, tự nhiên mọi người tâm hòa khí bình, còn nếu như chỉ lo cái lợi riêng tư của mình, chắc chắn công việc gặp trở ngại, tâm hồn buồn bã bất an. Tế Phật, làm việc chung trong một hãng, nếu tự kiêu, tự đắc sẽ dẫn tới tình trạng đã kích lẫn nhau, nguyên nhân chỉ tại không biết giữ hòa khí. Bữa nay dân du viết sách tới đây tạm ngưng, trò ngoan mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Thái sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 10. Đạo lý trị gốc, pháp lý trị ngọn gốc, ngọn cùng giúp đỡ cùng thành tựu. Tâm huệ tu trong, tâm yêu tu ngoài, trong ngoài cùng thích ứng cùng hợp lúc. Phật sống tế công.
giáng ngày 23 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Hờ, đạo lý tự mẫu phú ái tâm, khổ khẩu trung ngôn khuyến mê tân, dương luật âm ti như nghiêm phụ, cảnh giới trừng ác hình bất nhân. Dịch: đạo màu giống mẹ sẵn từ tâm, mỏi miệng khuyên con chớ lỗi lầm. Luật đất, luật trời như cha khó, trừng trị nghiêm minh chẳng dị thân. Tế Phật, đạo lý giống như người mẹ hiền, thường dùng vẻ mặt hiền từ cùng tấm lòng thương yêu bao la đối xử với mọi người. Còn pháp luật giống như người cha nghiêm khắc, sẵn sàng trừng trị tội lỗi, nên cả hai đã bổ túc lẫn cho nhau một cách di diệu. Thái Sinh, thưa, ân sư đã đưa những thí dụ về đạo lý và pháp luật một cách quá siêu tuyệt nên con chưa hiểu nổi. Xin ân sư giảng giải dùm con đi. Tế Phật, đạo lý cần có giáo dục phụ giúp, cũng như luật pháp cần hình phạt tiếp tay. Giáo dục và trừng phạt vốn là một. Nếu như mọi người được hướng dẫn rành rẽ về luật pháp, biết tôn trọng trật tự chung, thì pháp luật chỉ còn là hình thức mà thôi, chẳng trói buộc nổi một ai. Luận tới thì vậy, song bàn lại ta thấy nếu như gặp kẻ phóng đãng vượt ra ngoài khuôn khổ phép tắc, ngoan cố chẳng chịu hoán cải, ắt hẳn giáo dục cũng trở thành vô dụng. Pháp luật chỉ dùng để ngăn ngừa những kẻ làm quấy, do đó chẳng thể giữ cái này bỏ cái kia. Thái Sinh, thưa, ân sư dạy rất phải, đạo lý và pháp luật đều quan trọng vô cùng, song làm cách nào để hợp nhất hai quan điểm bất đồng đó lại làm một được. Tế Phật, hiện nay người ta có hai quan điểm. Một, kẻ ích kỷ, tàn bạo chuyên sống đời xa xỉ quan dâm, không tuân theo đạo lý, coi đạo lý là thứ dây trói buộc, là chướng ngại vật. Họ đã lao đầu vào cuộc sống tranh đua, vật lộn không phút giây ngừng nghỉ, kẻ mạnh đạp kẻ yếu xuống tới đất đen, kẻ mạnh hãnh diện vì mình đã thắng cuộc, kẻ yếu thất bại rên xiết. Tính linh tu dưỡng tán loạn lo làm giàu thì đành mất lòng nhân, vì phú bất nhân, tự tìm cảnh sống bất an, lửa tham sân ngoài xã hội bốc cháy ngút trời, đạo tặc hoành hành, lòng người tan nát. Thời xưa cuộc sống thanh bình, đêm ngủ nhà không bị gõ cửa, của rớt ngoài đường không ai lượm, dạ bất sao môn, lộ bất tháp di. Câu tục ngữ trên đây đã ghi lại lịch sử đời sống thái hòa của những thời đại xa xưa. 2. Kẻ hiểu rõ mọi khía cạnh của vấn đề, đều nhận chân được sự trường cửu của đạo lý, quảng bá đạo lý là hành động cứu nhân độ thế, là khơi nguồn mạch yêu thương, phải tích cực phát huy đạo lý để tạo đời sống hạnh phúc vĩnh viễn trường tồn cho nhân quần xã hội. Thái Sinh, không lạ gì vấn đề đạo lý từ cổ tới nay luôn luôn bị phê phán, song vẫn mặc nhiên tồn tại. Tế Phật, người ta vốn ai ai cũng sẵn có tính thiện trong mình, song tính thiện tự nhiên đó sớm bị thất tình lục dục mê hoặc, làm cho điên đảo. Giống như đứa trẻ thơ bướng bỉnh ham chơi, trốn khỏi nhà lạc mất lối về. Do đó cần phải có các bậc chính nhân quân tử mở trí, hoặc người giàu lòng nhân ái hướng dẫn. Bữa nay thầy trò mình hãy đem tình thương ra cảm hóa đứa trẻ bướng bỉnh này xem sao. Thái Sinh, thưa, được vậy thì hay lắm. Tế Phật, đêm nay thầy trò mình thử phỏng vấn một vị có lòng nhiệt thành đối với đạo lý, thường đem lòng thương yêu cảm hóa người khác xem sao. Kìa, vị cư sĩ đó đang tĩnh tọa trong phòng, đêm nay có nhiều thời giờ, con có thể đem vấn đề tình thương ra làm đề tài thảo luận, chắc chắn vị đó sẽ đóng góp một cách hết sức thành thật. Thái Sinh, thưa dân, phát huy tình thương là cách phổ biến đạo lý có căn bản và đúng đắn đẹp đẽ nhất. Tế Phật, trò ngoan, mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Thái Sinh, thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái Sinh, hai bên đường này là nhà lầu 4 tầng, treo đầy bảng hiệu, nào như tiệm thuốc bắc, khách sạn, văn phòng phẩm, tiệm thuốc tây, hãng bán dụng cụ máy móc, hiệu may âu phục, hiệu buôn đồ sắt. Tế Phật, bữa nay chúng ta phỏng vấn vị cư sĩ trong tòa cao ốc phía trước kia. Thái Sinh, thưa, con đã nhìn thấy tòa cao ốc đó, trong phòng có một vị trung niên đại đức đã xả thiền và đang tập thể dục trợ luân. Tế Phật, đợi thầy niệm chân ngôn, để vị đó xuất hồn đàm đạo với con. Thái Sinh, thưa dân, sau khi ân sư niệm xong,
Nguyên linh vị tu sĩ đó bay lại hướng này liền. Cư sĩ, xin hỏi, hiền sinh từ đâu tới? Tế Phật chợt xuất hiện trên không trung, hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Cư sĩ liền rõ đó là Phật sống tới, vội khấu đầu lại chào. Thái sinh, thưa kẻ hậu học này là Thiên Bút Thái sinh, thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, kính xin cư sĩ chỉ giáo nhiều cho. Tiểu đệ từng được ân sư Tế Phật cho biết cư sĩ là người giàu đức nhân ái. Giờ đây xin cư sĩ chỉ giáo cho kẻ hậu học này được rõ là cư sĩ đã tu trì cách sao, mà dung mạo lại sáng rỡ thanh quang điển lành. Cư sĩ, người ta nếu luôn luôn yêu kẻ khác như yêu mình, tự nhiên tâm mở rộng, chẳng gì cản trở. Còn lòng dạ hẹp hòi, tâm hồn ắt sẽ đau khổ khiến những kẻ chung quanh cũng bị khổ sở lây. Thái sinh, thưa lời dạy của bậc tiền bối quả là chí lý. Tâm hẹp hòi nếu như mở rộng tự cảm thấy sung sướng, người khác cũng hạnh phúc lây. Mình sân hận, kẻ khác mất vui, thành mình cũng đau khổ. Cư sĩ, quả đúng như vậy. Ngày nay nếu như muốn cải thiện đời sống xã hội, tất nhiên phải cải tâm trước, đổi tâm phẫn nộ thành tâm hoan hỷ. Thái sinh, xin cư sĩ thuật lại cho một câu chuyện về tình thương yêu, chứa đựng ý nghĩa nhân ái sâu xa cảm động để ghi vào sách Nhân Gian Du Ký. Cư sĩ, được, tôi xin kể lại hai câu chuyện thật của hai vị hiền nhân có lòng thương yêu vô cùng rộng lớn. Thái sinh, thưa, kẻ hậu học xin lắng tai nghe. Cư sĩ, ít năm trước đây có một thanh niên, mồ côi mẹ từ lúc còn nhỏ, cha lại lấy vợ bé. Cho nên không những đã thiếu tình thương của mẹ hiền ấp ủ, lại còn mất đi tình yêu mến của cha đùm bọc, cùng sự dạy dỗ tới nơi tới chốn. Sau khi học xong trường làng bèn bỏ nhà ra sống bụi đời giữa chốn phồn hoa đô thị. Bởi vậy, lòng dạ thanh niên đó chất ngập bao nỗi bất bình, uất hận để rồi đọa lạc xuống đáy vực sâu. Y kết giao với bọn bất lương, lập bè lập đảng, phá hoại an ninh trật tự của xã hội. Có một ngày nọ vì bị sự túng quẫn đói khổ dày dò, y đã nổi máu tham sân điên khùng, giấu dao nhọn trong mình, lên xe buýt toan tính cướp tiền của ông già tài xế. Nhưng may mắn thay lại gặp ông già lái xe giàu lòng nhân đức. Người thanh niên đó đợi tới lúc xe chạy ra ngoài ngoại ô vắng vẻ, liền rút dao ra dí vào hông ông già, hét lớn, đưa tiền đây mau, cưỡng lại sẽ chết liền. Ông già là kẻ tu hành, trọn đời cứu người giúp đời, nên thần trí vững vàng, do đó hoàn toàn bình tĩnh trả lời, này cậu, hãy buông dao ngay đi. Thanh niên đáp, không câm mồm tao giết ngay tức khắc. Ông già nói, cậu chớ ngại, tôi sẽ không thưa cảnh sát, tôi chỉ có 1.000 đồng. Nếu như cậu thật tình ăn năn hối cải, tôi có thể giúp đỡ cậu ngay, cậu hãy tin tôi đi. Người thanh niên nghe vậy không những không uy hiếp ông già mà còn rất đổi ngạc nhiên, nói chẳng nên lời. Ông già lại tiếp, cậu ơi, tuổi tôi đã già, nếu như cậu giết tôi không tiếc thân đâu, song tuổi cậu còn quá trẻ, quốc gia đã hun đúc tinh thần cậu. Gia đình đã nuôi dưỡng cậu, việc đền ơn nhà trả nợ nước chưa xong đã dội chôn vùi tương lai, mang tội bất hiếu với cha mẹ, bất trung cùng tổ quốc, bị người đời khinh khi, bị tù tội chẳng có ngày ra, người thân bị tai họa lây oan uổng, nỗi đau khổ phẫn uất nếu như cậu chịu đựng nổi, há lại không gọi đó là hành động thông minh được hay sao? Ông già chân thành khuyên nhủ lại cậu thanh niên mãi. Tới khi cảm thấy người thanh niên đã thật tình hối hận về tội lỗi của mình, ông già hỏi, cậu cần bao nhiêu tiền tôi sẵn sàng giúp cậu ngay. Người thanh niên đáp, xin ông chớ bận tâm, cháu không cần tiền nữa, cháu xuống xe, chào ông. Ông già tiếp, nếu như cậu không chê ít, tôi xin tặng cậu 1.000 đồng này. Rồi trong lúc chào từ giã nhau, ông già cầm 1.000 đồng, vừa nhét vào túi người thanh niên, vừa ngỏ lời cầu chúc, hy vọng lần tới gặp lại cậu, cậu đã trở thành người trung hiếu vẹn toàn. Người thanh niên vừa cảm động vừa ngạc nhiên lúc nhận tiền và bước xuống xe. Từ đó trở đi người thanh niên này chăm chỉ làm việc, âm thầm lo diệt nghĩa, giống như được tiên Phật cải tử hoàn sinh vậy. Chừng hơn nửa năm sau, người thanh niên đó viết thư, tha thiết cảm ơn sự hướng dẫn của vị ân nhân giàu đức hy sinh, giàu tình bác ái, đã hướng dẫn cậu quay về được nẻo quang minh chính đại. Ngoài việc trả lại ông già 1.000 đồng, còn hứa sẽ quyết định cải tà quy chính để báo đền ơn nhân từ của ông già và nguyện giữ vẹn lời hứa. Thế mới hay định, huệ,
Đức đã cảm hóa nổi người thanh niên này. Đức cảm hóa chân thành quả là công hiệu. Chỉ một niệm nhân khiến cải tà quy chính, ác tâm thoát biến thành thiện tâm, hắc ám trở nên quang minh, thối lui chuyển thành tiến tới, hung hãn trở lại hiền hòa. Do đó, người nhân đức không ẩn giấu vũ khí nên có thể đi lại không mất tự do, không bị ngăn trở, được người tôn kính. Kẻ thất đức, thủ sẵn khí giới trong mình, thân thể lại bầm dập, mang đầy thương tích. Thái sinh, lấy đức báo oán, dĩ đức báo oán, quả khiến người kính phục nghe theo. Xã hội vốn có sẵn căn thiện, nếu như mọi người biết phát huy nó, tâm hồn sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp. Mọi hành động tội ác làm mất trị an đều được diệt trừ tận gốc. Còn nếu căn thiện không được phát huy, mọi người sẽ sống ích kỷ, tranh giành, gian manh, lừa đảo. Khí tà niệm ác xấu này nổi lên, trở thành bạn của ma quỷ, tự lãnh hậu quả đau khổ, diệt vong. Cư sĩ, quả đúng vậy. Nếu như muốn toàn thể xã hội được êm ấm, chỉ cần mọi người có tinh thần đùm bọc lẫn nhau, lòng nhân ái ban trải rộng rãi, xã hội sẽ trở thành mảnh vườn hoa tình thương nở đẹp bốn mùa. Thái sinh, xin tiên sinh kể nốt sự tích thứ hai. Cư sĩ, câu chuyện thứ hai này đã từng được đăng trên các báo, làm dư luận xôn xao một thời, khiến quần chúng xúc động sâu xa, gây ảnh hưởng lớn lao về ý thức tình nhân đạo bao la. Tôi xin tóm lược câu chuyện này như sau. Có một nữ học sinh giàu lòng nhân ái, bữa nọ đang đi đường thình lình bị một thiếu niên cướp giật đồ. Sau khi tóm được định kêu cảnh sát, song nữ sinh đó lại động lòng trắc ẩn, vì thầm nghĩ rằng thiếu niên đó còn nhỏ. Nếu như bị tù tội, cha mẹ sẽ đau khổ sinh bệnh mà thác. Bèn dội nói khác đi là, em có thể giỡn với chị như thế được sao? Nếu em hành động như vậy với người khác họ sẽ hiểu lầm. Thiếu niên đó nghe nói xong, tâm linh từ lâu ngủ dùi chợt thức tỉnh, cảm động hết sức nói không nổi. Tuy bên ngoài cầm được nước mắt, song trong lòng không ngớt bùi ngùi. Tâm yêu thương rộng lớn, hòa cảm cùng sự sám hối chân thành đã khiến nữ sinh đó chẳng quản nhọc nhằn, vừa đi học vừa kiếm việc làm thêm để ngầm giúp đỡ hoàn cảnh khốn quẫn của gia đình thiếu niên này. Thái sinh, tình thương loại này thế gian quả là hiếm có, vì lòng dạ cô nữ sinh đó chỉ có ân mà không có oán. Cư sĩ, nếu như trong mảnh vườn xã hội gieo rắc được nhiều chủng tử tình thương, ắt sẽ gặt hái được nhiều bông trái bình an. Vừa rồi tôi đã trình bày trường hợp của hai cá nhân biết đem lòng nhân ái ra âm thầm giúp đỡ thanh thiếu niên, và đã minh chứng một cách hùng hồn rằng oan chỉ có thể giải chứ không thể cột. Oan khả giải bất khả kết. Chỉ đem lòng nhân từ cảm hóa người đời mới bảo đảm được sự hòa ái đẹp đẽ. Tế Phật, hay lắm. Đêm nay thời giờ đã trễ. Cư sĩ, kính chào tạm biệt. Tế Phật miệng niệm chân ngôn. Vì cư sĩ đang nghỉ ngơi, nguyên linh chợt hội nhập bản thể. Tế Phật, trò ngoan mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh, thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, thái sinh hồn phách nhập thể xác. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Hẹn gặp lại quý vị ở phần tiếp theo của Nhân Gian Du Ký. Vì đây là video khuyến thiện, nên quý vị tùy ý chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.